Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng của ngày 29 tháng 3 năm 2024. Ngày hôm nay tức là ngày cách đây 49 năm là ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng các bạn nhé. Thì hôm nay tại thành phố Đà Nẵng người ta sẽ tổ chức khánh thành một cái công viên gọi là công viên 29 tháng 3. Rất là đẹp ở cái chỗ mà tượng đài đường 2 tháng 9 các bạn. Nếu các bạn nào mà đã từng đến Đà Nẵng thì chúng ta sẽ biết cái tượng đài đó. Đó là cái tượng đài rất là đẹp, nhưng mà bây giờ cái tượng đài 2 tháng 9 đó, ở cái, hồi đấy nó gọi là công viên 2 tháng 9. Đấy, thì còn cái công viên mà coi như 29 tháng 3 thì nó lại nằm ở cái chỗ phía đường sân bay các bạn nhé. Nhưng bây giờ người ta đổi là 29 tháng 3 đó, ở sân bay đó thì người ta đưa sang cái công viên là tức là quảng trường 2 tháng 9, ở tượng đài 2 tháng 9. Thì bây giờ tóm lại là quảng trường 29 tháng 3 là đổi ra chỗ mới, là cái chỗ này đấy các bạn. Rất là đẹp. Đấy, chúng ta thấy đây là sông Hàn này, sông Hàn Đà Nẵng này. Thì đây là cái sân bay của Đà Nẵng. Đó. Sân bay Đà Nẵng thì chúng ta thấy là nó tượng đài nằm đây. Đây tượng đài này các bạn. Thì bây giờ cái khu vực này, chúng ta biết đây đường 29 thì người ta bây giờ người ta sẽ làm một cái gọi là một cái công viên rất lớn. Đấy, chúng ta thấy nó rất lớn ở đây. Thẳng đây là đường 30 tháng 4. Ở đây là quảng trường 29 tháng 3 là mới. Chúng ta không biết có vào được không nào. Chúng ta nếu vào được thì chúng ta vào đây chúng ta xem. Vì tôi là ở Đà Nẵng cho nên là tôi quảng cáo tí các bạn nha. Đây là cái này nó chụp về trước đây thôi. Chứ hôm nay thì bắt đầu nó khánh thành mới là đẹp lắm. Đây cái tượng đài này Tổ quốc ghi công này. Cái tượng đài này hồi xưa làm cũng y xèo tiền bạc. Đấy, đây chúng ta thấy là cả quảng trường đây. Nhưng mà hôm nay là đẹp lắm. Tôi đi ngang qua mà bây giờ tôi cũng thấy nó hơi khác. Đấy, rồi đằng trước là nó có cái đường hai chiều là đường 30 tháng 4 đó các bạn. Đó. Thì chúng tôi cũng xin quảng cáo một tí thôi các bạn nhé, tại vì nó cũng là một cái lớn này của Đà Nẵng này. Đấy, thì chúng ta thấy là đây phía ngoài này nó là ngoài là biển này, đây là sông Hàn này, còn đây là tượng đài. Thì chúng ta thấy là có đường 30 tháng 4 nó thẳng ở đây tới đây. Tới đây là đường Nguyễn Hữu Thọ, còn bên trong là sân bay rồi. Thì cái quảng trường này tôi thấy nó thiết kế giống như của nước ngoài, tức là rất rộng và sau đó đằng trước mặt nó thì nó sẽ là một cái những cái dài, nếu mà người ta đứng người ta có thể đứng tới tận đằng này nhìn thấy tới đây các bạn nhé. Đấy, nó theo phong cách của nước ngoài đấy. Đấy, chúng ta nhìn thấy này nó là như này, sân đằng sau tượng đài này. Tượng đài lên nó cao lắm các bạn. Thế là bây giờ là cái quảng trường này xây mới và đây là cái đường 30 tháng 4. Đấy, 30 tháng 4. Đấy, thẳng xuống đây, để tới đường Nguyễn Hữu Thọ thôi. Đó. Mình thấy rất là đẹp thấy không? Nếu mà có dịp tôi sẽ quay cái này. Nếu mà hôm nay là 29 tháng 3 chắc là nó khánh thành đấy. Thì là nếu mà tôi quay được cái chỗ này tôi sẽ up lên cho các bạn xem. Rồi, đây là một cái tin hơi riêng tư một tí. Bây giờ chúng ta đến cái chỗ Ukraine. Đây là hơi bị ngược lắm. Đó. Đây, chúng ta đang ở Việt Nam đây thì chúng ta quay sang phía Tây. Đây, quay sang phía Tây. Nó là đương nhiên là nó gồm cái phía Tây Á, rồi những là Châu Phi và Châu Âu ở phía trên này. Thì nhìn vào đây thì chúng ta thấy cái chỗ mà có một cái ô nước xanh, đó là chính là Biển Đen và đây Caspian các bạn nhé, Caspian là Biển Đen. Thì hôm trước là có một bạn nào nói là cái biển biển chết nó gọi là Caspian thì các bạn nó nhầm đấy các bạn nhé. Đây cái biển chết thì nó lại nằm ở chỗ Israel này, và Israel đây là biển chết này. Các bạn cứ cố gắng nghe thôi, chứ còn bây giờ các tranh cãi cái đấy này các bạn cứ tốt nhất là vào Google bảo xem là đúng hay sai, Caspian là biển chết hay là có phải hay không, là nó khác các bạn nhé. Cái Caspian này tức là Caspi là nó là một cái biển nội địa hoàn toàn mà nó là nước mặn rất lớn các bạn. Còn Biển Đen này thì nó cũng gần như trong nội địa, nhưng mà may quá nó có cái eo Bosphorus đắc lên chỗ Thổ Nhĩ Kỳ là nó đi ra địa Trung Hải được. Đấy, nhưng mà cái ông Caspian này thì lại không thể ra được. Thì ông này thì ông nằm ở giữa là các nước Trung Á, đấy, rồi Iran này, đấy, Turkmenistan này, Kazakhstan này, Nga này, rồi Azerbaijan. Đấy. Thế thôi, Azerbaijan, Iran, Turkmenistan, Kazakhstan và Nga.
Cái biển này nó nằm có năm nước như vậy thôi. Còn ông Hắc Hải này, Biển Đen này thì ông là Ukraine, Nga, Georgia, đấy. Rồi đến ông Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đến ông Bulgaria, ông Romania, vậy thôi. Này cũng cho có mấy nước như vậy. Thì còn cái eo biển này thì eo biển này đây là nó đi ra đó. Cái đà này thì chúng ta đã nhìn nhiều, xem nhiều rồi. Đấy. Và nếu mà các bạn thích thì có thể lên luôn cái cầu này, đứng này, giữa cầu này là cái chỗ cuối cùng để đi ra cái Biển Đen. Đấy. Đấy, chúng ta trên cầu đây, đây là buổi tối mất rồi. Thì cái cầu này là sau khi mà đi từ Địa Trung Hải vào rồi qua khỏi cái cầu này là bắt đầu vào Biển Đen. Cho nên tất cả các tàu chiến là coi như là muốn vào là phải đi qua cái cầu này hết các bạn nhé. Đấy thì chúng ta nhìn thế này thì chúng ta Biển Đen nó nằm đây. Còn bên này nó là eo Bosphor, rất là hoành tráng các bạn đó. Bạn nha. À, đây, tàu bè là chui dưới này đi, đây là trong Biển Đen nó rất lớn. Tại vì chúng ta đang nói về các vấn đề địa chính trị, cho nên là nếu mà chúng ta không biết nó nằm ở đâu thì nó thực tế là bây giờ mình nhảy vào đây luôn, xong rồi là nói đánh đánh ở đây thì chúng ta thực tế là không biết là cái chỗ này chỗ nào, nhưng mà khi mà chúng ta nhận diện rõ đây là Biển Đen thì là nó tình hình nó khác. Đấy, đây là cái eo biển đây nó đi ra đó, nó là như vậy. Thì đây là Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul. Rồi chúng ta đang ở Biển Đen thì là để chúng ta nói chuyện Ukraine. Đây bây giờ Ukraine chúng ta mới nói cái khu vực này. Thì ngày hôm qua có một cái Su-27 của Nga đã bị rơi tại đây. Thì chúng ta biết là hôm nọ tôi có nói là nói chung ngày nào cũng vậy thôi. Tức là có một cái Global Hawk của Mỹ là nó cứ bay qua bay lại cái khu vực này. Nó cứ bay tới bay lui chỗ này là nó nhất là nó giám sát vào cái chỗ cái cầu Crimea. Thứ hai là Sevastopol. Thứ ba là Feodosia. Thứ tư là Yalta. Yalta nằm đây. Yalta mà sau khi mà Thế chiến thứ hai xong là họ vào đây để quản này. Rồi nó sẽ dòm ngó vào cái chỗ mà Sepotoria, cái chỗ này là có sân bay rất lớn. Đấy. Rồi nó dòm ngó vào cái chỗ này là đường Sankoi, là cái chỗ này là cái ngã tư đường sắt rất là quan trọng. Đấy, thì nó dòm ngó vậy thôi. Và nó dòm ngó vào Novorossiysk, đây là các cái cảng của Nga hiện nay đang nấp nấp ở phía đằng này chứ không 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 ở cái vị trí này nữa. Các bạn, đây là Sevastopol này. Đó. Hiện nay nó nguy hiểm quá. Còn nếu mà đánh vào đây thì là đánh vào Nga rồi. Còn đây là cái cầu, đây cầu Kerch. Đấy, các vị trí đây là tôi chỉ điểm các cái vị trí rất quan trọng này các bạn nha, quan trọng nhất của cái khu vực này. Ngoài ra cũng có một số cái vị trí khác cũng quan trọng, ví dụ như là đây ở chỗ này nó có một cái gọi là Severopol. Severopol tức là cái thủ phủ của cái bán đảo Crimea này. Đấy. Đánh tràng này. Thế thì hôm qua là có một cái máy bay của Nga chắc là cũng ra ra cả khịa với cái Global Hawk này. Nói chung là thường thường ra là mấy anh chàng này là mấy anh chàng cút cút ngay các bạn nhé. Anh này anh vút lên thì chúng ta biết đây căn cứ không quân, anh vút lên một phát thì anh ra đây thì anh này là very good good thì cút được các bạn. Thường thường là về Constanta của Romania hoặc là về cái chỗ của Bulgaria. Đây Constanta nằm đây các bạn, nằm ngay ven biển luôn. Cái chỗ này là cả một cái liên hợp là NATO nó đang làm một cái căn cứ quân sự rất lớn ở khu vực này với Biển Đen. Cho nên nếu mà Nga mà triệt cái anh Odessa này thì cái làm này nó cũng sẽ vô nghĩa thôi, nó cũng sẽ chặn đây, đây anh Ukraine đây. Đây cái vùng này, đấy là vùng này vùng Odessa đấy, các bạn nhé, đây. Đấy, Odessa nó viết chữ đây thôi nhưng mà thực tế nó nằm ở đây. Đấy, Odessa nó viết chữ bên cạnh. Thì nếu mà nó liên liên gọi là liên liên địa liên cư liên địa ở đây ấy, thì Romania giáp với lại Odessa thì nó cũng rất là nguy hiểm, nó thành cả một cái hệ thống. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà Nga xóa sổ cái Odessa này hay nói khác là Nga đang ở đây thì rõ ràng cái căn cứ tại Romania thì có lẽ là chỉ đi dụ khỉ thôi chứ không không dụ được Nga rồi các bạn nha. Thì đây nếu mà làm thì cái từ cái đất chỗ này chúng ta biết là đây vùng ở đây và kể cả Thổ Nhĩ Kỳ luôn. Đấy, cả cái khu này nó là của NATO, Romania, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn nếu mà nó lôi kéo thì thành Georgia này vào nữa thì coi như là Georgia hơi bị khó. Đây cái biển này được Thổ Nhĩ Kỳ đây. Đấy, Thổ Nhĩ Kỳ là anh từ đây đến đây là anh là rất là lớn. Đấy, là gọi là Biển Đen. Có thể anh lớn nhất đến nhì là coi như đến Georgia có đoạn này thôi. Đoạn này. Từ đây đến đây. Còn từ đoạn này cho đến bây giờ nếu mà Nga hết
cả cái Crimea cả chỗ này thì là Nga sẽ đứng thứ nhì. Đấy. Đó, Nga sẽ đứng thứ nhì về về mặt chiều bờ bờ biển, chiều dài bờ biển. Nhưng mà nếu mà nó chiếm được thì Nga nó chiếm được hơn. Thứ nhất là có biển Azov, thứ hai là coi như cả cái khu vực Odessa này đã đi ra, và người ta thông thường người ta đi từ cái hướng này đã đi ra 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 với thế giới qua eo Usvor Đắk Lavên để ra Địa Trung Hải và bắt đầu đi ra Đại Tây Dương hay là qua kênh Suez vân vân. Thế thì cái rõ ràng cái chỗ này là quan trọng lắm. Đấy, cho nên các bạn cứ cứ lo là Nga không lấy được chỗ này thì là mà nó là của anh Pháp, anh Pháp thấy cái lô đất này anh có vẻ là coi như là rất là kinh doanh bất động sản hay cái gì đó, phân phân lô phân nước, anh nhìn thấy cái lô này ngon. Đấy, thì anh muốn đưa vào, nhưng mà anh Mỹ thì anh còn rành hơn. Hồi xưa là hạm đội Mỹ đang vào đây, cái cuối cùng anh Nga anh ông một cái, tức là đang đang hạm đội Mỹ đang vào rất đông, đây tàu sân bay chưa biết là đang vào, đang chuẩn bị đi vào đây thì là Nga chỉ trong một ngày là Nga đã chiếm toàn bộ cái Crimea rồi năm 2014. Nên cho nên cái anh Pháp thì bây giờ anh ở bên kia, anh giáp bên Mỹ này, anh Pháp ở đây này. Đó. Bây giờ anh muốn là coi như là anh qua anh dụ dỗ cái bà Sandu. Đó. Cái anh Macron thì anh dụ dỗ mấy cái bà già ok lắm các bạn. Đó. Thế là cuối cùng là anh ok rồi, bây giờ nó đưa quân vào đây để là giúp theo dạng song phương thôi, chứ cái này không liên quan đến NATO, để có thể là tương tác với lại Ukraine để đánh cái Chernivtsi của Nga ở đây. Chernivtsi đây thì nó rất là khó các bạn nhé. Đấy thì hôm qua thì là Nga mới bay lên thì không khá, không thế nào là bị nổ, phi công bung rủ sống được. Đấy. Thì bên bên phương Tây thì nói là đã bị các lực lượng của bên kia bắn tên lửa bắn, nhưng mà không đúng, cái này là do một là phòng không của Nga bắn, hai là có khả năng là do cái áp chế điện tử, mà cái khả năng phòng không Nga bắn thì không có đúng, bởi vì Su-27 phóng lên là người ta biết rồi, mà do cái trục trặc do áp chế điện tử của cho đối phương, nhưng mà cuối cùng là cái máy bay của Nga lại bị, là máy bay của Nga lại cuối cùng là bị, tức là may quá là anh nhảy ra kịp các bạn nha. Thì hiện nay nó cứ tung hê lên là coi như là bây giờ cái phòng không không quân ở cái khu vực Biển Đen này cũng là coi như là Ukraine trùng. Đấy, nhưng không có đúng. Hiện nay nếu mà nói về cái sức mạnh của hạm đội Biển Nam của Nga thì hiện nay đã gần như bị khống chế. Đấy, có thể nói là như vậy. Chứ nó nói làm tê liệt hoặc là nó nhốt vào cái chỗ đấy thì nó không có đúng. Nhưng mà rõ ràng ấy, là không thể hiện được cái sức mạnh của mình trong cái giai đoạn hiện nay. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái ở Ba Lan hiện nay là người ta đã cắt chức một cái vị trung tướng, ông Jaroslav, tức là Gorobazinski. Thì nó liên quan đến cái vụ mà cái ông chuẩn tướng Ba Lan đã bị tiêu diệt bằng Iskander tại Chasovia, cái khu vực chỗ gần Bakhmut đấy thì chúng ta biết rồi. Thì mấy ngày hôm trước là chúng ta đã nói là tướng tá Rukni Sung ấy. Thì người ta điều tra và người ta bắt luôn cái ông trung tướng, thực tế nó không phải là bắt mà nó gọi là nó cách chức, nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ bắt luôn vì cái tội phản quốc. Đấy, thì cái tên mà Jaroslav thì tôi thấy nó cũng hơi giống Nga, nhưng mà Jaroslav thì thông thường là tất cả các cái nước mà nó cái hệ Slaver nó đều có cái chữ Jaroslav, kể cả Czech, Slovakia các thứ các bạn nhé, Bulgaria, Belarus, Ukraine và Nga, thì người ta kể cả Moldova đều có Jaroslav hết. Thế thì người ta nói là một đấy là coi như là thân Nga. Đấy. Hai là có thể là có cái hiềm khích với ông chuẩn tướng Mashak này, ông Adam Mashak. Thì cái chuẩn tướng này là rất là ok, rất giỏi, nếu mà nói về đôi tôi rất giỏi, nhưng mà nói về cái hiềm khích thì có khả năng cái ông Mashak này ông sẽ lên, ông sẽ thay cái ông Jaroslav Baryshnikov này, chính vì thế là hoặc là có những cái hiềm khích cá nhân, nhưng mà từ chỗ đó làm lộ ra các cái kế hoạch của NATO và lộ ra cái nơi mà ông kia ông đang ẩn nấp và đã tự trận, thế thì họ bắt luôn ông này thì khả năng là nó sẽ tiêu diệt hoặc như nào đấy không biết. Nhưng mà đối với Nga như thế là tốt, tất cả cứ tướng đã ra đây nhiều tốt, càng cấp cao càng tốt. Đấy. Thì đấy cũng thông báo thêm cho các bạn. Thì tối hôm qua tôi cũng nắm được thông tin này, nhưng mà vì buổi tối là tôi sẽ làm từ chiều rồi là xong rồi, 6 giờ chiều là xong rồi, nên thường thường tôi phát vào 6 giờ chiều. Thì sau đó đến 9 giờ có thì tôi không có làm thêm các video khác. Thì chúng tôi chỉ nói vào hôm sau thôi. Còn buổi tối thì thường là tôi làm cái nói chuyện thế giới qua quả địa cầu. Cho nên có những cái thông tin là nó bị sót lại các bạn. Tiếp theo, hiện nay là các cái nhà báo Đức và của cái tờ The Economist của Mỹ thì người ta cũng đang phân tích rằng khả năng Ukraine sụp đổ rất là nhanh. Đấy, nó nhanh bởi vì là cái khả năng mà các cái phòng tuyến của Ukraine ở khu vực biên giới và
và khắp chiến tuyến rất là yếu, và có đó là thiếu, vừa yếu vừa thiếu, tức là nó không đạt được cái chuẩn để mà có thể là phòng ngự tốt trước sức tấn công tiềm tàng của Nga trong thời gian tới, thì khả năng sẽ sụp đổ. Cái thứ hai nữa là Nga có lẽ, chúng ta xem qua cái bản đồ này các bạn, thì cái khu vực này chúng ta biết rồi là nó cái hệ thống phòng thủ thì tôi nói là nó cái chỗ này Robotina, rồi cái chỗ này Kharkov và chỗ này Chernihiv thì chúng nó rất là yếu, và chỗ Sumy, Sumy đây cái hôm qua chúng ta đã phân tích rồi thì chỗ này có vẻ chắc chắn. Theo quan điểm của người Ukraine thì là cái chỗ này nó lồi lên, nó lồi vào sâu vào đất Nga, cho nên là Nga nó có khả năng nó tiến. Tôi nói nhắc lại chỗ này thôi, nó tiến vào hai cái chỗ này, tại đây vẫn là đất của Ukraine, thì nó tiến vào chỗ này, thì cái chỗ này thì là cái chỗ không cần phải làm chắc chắn, thì là Ukraine là làm chắc chắn chỗ này, còn các nơi khác thì gần như là không có các bạn nhé. Các cái chiến tuyến này chúng ta thấy là gần như là không có, nếu có rất là hời hợt và rất là thưa thớt. Còn cái khu vực này thì bắt đầu từ Zaporizhia thì họ không có làm rồi, bởi vì đây là cái sông, đây là cái sông Dnipro này rồi. Thì qua Zaporizhia xuống đây là bắt đầu nó là cái sông rồi, thì họ không có làm khu vực này. Nhưng còn các cái khu vực này chúng ta tí là chúng ta nói Tarni, Rusivets, những là Bắc Bucha, Sudja, Arika, tất cả khu vực này thì nó đang đánh nhau này thì chả ai mà xây, nó chỉ có xây các cái phòng tuyến để mà ngăn ngừa những cái cuộc tấn công sắp tới của Nga mà thôi. Rồi thậm chí là họ là làm rất là kỹ ở cái khu vực biên giới, đặc biệt là cái khu vực Chernihiv với Gomel của bên Belarus. Và cái chỗ này là cái chỗ ăn sâu vào của bên bên Belarus, đất Belarus nó vào tới tận trong này đó. À, tương vẽ luôn này. Đó. Tương đối các bạn nhé. Đấy thì là cái đây là ngã ba biên giới Belarus với Nga, Nga Belarus Ukraine. Thì cái chỗ này với Kiev đây thì chúng ta thấy là còn trăm cây thôi. Đấy, cho nên là chính vì thế cho nên người ta sẽ ưu tiên cái chỗ này. Thì cái chỗ này làm rất là ác. Nó nguồn thứ nhất là đào hào, coi như là xe tăng không qua được. Thứ hai là dây cắm gai, thứ ba là mìn, và thứ tư nữa là các cái lực lượng biên phòng. Đấy là các cái khu vực này là họ làm rất kỹ. Thì cái chỗ mà giáp Nga đây, đây cả cái vạt này là của Nga đây, thì lại họ làm rất là hời hợt. Chính vì thế cho nên là các cái chuyên gia quân sự cũng các là một số nhà báo Đức và phương Tây thì người ta nói rằng là không thể trụ nổi nếu mà Nga tổng tấn công. Tức là một cú hích của năm nay và có thể kết thúc vào mùa hè. Nếu mà nói một cách bởi vì có khả năng khi mà đánh nhau nó sẽ có sự đổ bể các bạn nha. Thậm chí đánh đằng này mà đằng kia là coi như là giơ tay hạ. Nó tự sụp đổ chứ không có nghĩa là cứ là phải đánh đến. Cho nhiều bạn hiện nay là chúng ta kể cả tôi nữa. Đấy, nhưng mà nhiều khi chúng ta nghĩ thì nghĩ vậy là muốn thì muốn vậy, nhưng mà trong cái chiến lược thì người ta đã tính à. Ví dụ Odessa đây. Đấy, còn sông Danube đây thì nó là ranh giới tự nhiên luôn này. Ở Odessa. Đấy, thì ai muốn lấy đây trước chứ không ai muốn lấy cái Kharkov này trước. Đấy Kharkov to này các bạn nha. Cái thủ phủ thì nó nằm chỗ này thôi, nhưng mà cái cả cái Oblast nó to như thế này, cũng như Odessa Oblast to này, nhưng mà cái thành phố Odessa nằm đây, thành phố Kharkov nằm đây. Đấy, thế thì ai muốn lấy này để thứ nhất là coi như để mà hạm đội thao mà tung quẩy. Đấy, cái thứ hai nữa là coi như để ngăn luôn cái đám NATO, nói chung là coi như đây là đất Nga rồi thì chả nó vào đây làm gì. Và đây làm gì nữa? Đấy. NATO đây công Stanga đây mà. Đấy, công Stanga là cái lúc nãy tôi nói là cái Global Hope nó bay về đây là như thế đấy. Đó. Của Romania. Đấy thì lấy đây rất tốt, nhưng mà tôi nói giả sử như mà Nga mà đánh hết thế này, chiếm Kharkov, Sumy rồi những Dnipro, Cherkasy và tất cả đây thì coi như là bắt đầu đánh sang tiếp sang đây. Thì có thể nó tự nó đầu hàng các bạn nhé, nó tự nó sụp đổ thôi, thì chứ không cần phải đánh thì đương nhiên là tốn kém, là tổn thất, là mất thời gian, là mất quân, mất đủ thứ. Đấy. Đấy, cho nên có những cái không đánh mà đổ. Đấy, ví dụ như người ta đánh bàn mới thuộc đấy là tự nhiên là thành công tung, là thế dí thành công tung, là Gia Lai là đánh chạy, dí xuống Đắk Nông chạy, dí xuống Quảng Ngãi là cái này chạy. Thì cái bờ ông Huế ông tung coi như tung đổ, ông chạy Đà Nẵng tung mà thật, chạy luôn ra ngoài cái Ngô Quang Trưởng, tức là tư lệnh vùng 1 chiến thuật, tức là quân khu 1 vùng 1 đấy. Đấy là cái quân đoàn 1 và quân khu 1. Đấy là trung tướng Ngô Quang Trưởng phải chạy ra ngoài biển đó, tức là gần Sơn Trà đấy, là chạy ra ngoài đấy là hạm đội 7 nó đón là tuốt thôi, chứ còn không tự sụp đổ thôi. Tức là từ Huế vào Đà Nẵng bắt đầu là cứ mầm vào Quảng Ngãi, Bình Định là cứ thế là một dòng chảy là vào phía Nam. Tức là nó gọi là chạy tụt quân là thời điểm đó.
Đấy, cho nên không cần phải đánh. Đấy. Hoặc là lúc đấy là khi mà đã đánh thế này rồi, hoặc là bắt đầu đánh bao vây Kiev rồi, thì bắt đầu chính quyền trung ương Kiev là bắt đầu tuyên bố là tất cả hạ xuống xuống như Dương Văn Minh đấy. Đấy, tất cả coi như là quân quân đội Việt Nam Cộng Hòa là coi như hạ xuống xuống, đấy, có những nọ kia là cần gì phải đánh. Đấy, có những cái không cần phải đánh các bạn nha. Đấy. Hoặc là lúc đấy chính phủ trung ương tại Kiev này đã bị thay thế bởi một chính phủ thân Nga như trước đây. Đấy. Thì lúc đấy thì ông Odessa ông làm sao, ông là một cái gọi là cái gì, một cái gọi là ốc đảo thôi. Đấy, xung quanh là Nga hết rồi, tất cả chúng những người trung ương cũng Nga, quanh đây tất cả Nga hết rồi, ông là một ốc đảo đỡ chi nổi, chờ ông Pháp, chờ Macron qua đây. Đấy, qua đây Macron qua đây. Các bạn biết là hiện nay là Mỹ rất là điên thằng Macron này, bởi vì sao? Nếu mà trong trường hợp mà qua đây mà Nga đánh điêu đầu thằng Pháp thì coi như là Mỹ nó cũng không đỡ đâu, các Ba Lan Đức nó không đỡ, và thằng này tự làm tự chịu lấy. Đấy, cho nên nhưng mà rõ ràng là vuốt mặt như thế là không nể mũi. Là cái thứ hai nữa là coi như là tự nhiên là bây giờ tao là đồng minh mày, mày răng xong mày là không giúp ta, thì thành ra là thành ra khó nó khó ăn khó nói cho thằng Mỹ. Mỹ Đức Anh này thì khó nói, bạn ơi, bây giờ đồng minh NATO thật đấy, nhưng mà bây giờ mày mày tự mày làm chứ mày có nói là đâu. Ví dụ nó đánh vào đất Pháp này thì ta còn nói chuyện, chứ bây giờ mày nhảy qua đây mày đánh rồi mày tự cung tự cấp rồi tự quyết quyết định luôn, thì bây giờ mày bảo là chúng ta là phải nhảy vào để kích hoạt điều 5 điều 7 gì. Đấy, cho nên khó các bạn nha. Cho nên anh Macron bây giờ anh cũng là anh lỡ anh nói rồi thì anh cũng phải làm, mà làm theo cái kiểu là hôm trước chúng tôi nói rồi, có năm cái bước, năm gọi là năm phương án cũng được. Trong đó bước 4, bước 5 là coi như là múc Nga này, bước thứ 5 là múc Nga này, bước thứ 4 là gần như là sắp đánh này, sắp đánh này. Còn bước 1, bước 2 là cũng là xây dựng nhà máy sản xuất vũ khí, rồi đưa cố vấn quân sự, rồi những là rà phá bom mìn, đấy là mấy cái bước 1. Đấy, cho nên mà đến bước 5 này thì lúc đấy là giải phóng lâu rồi. Chờ mà ông qua đây để mà ông chiếm được cái lô Odessa. Odessa đây cho người Việt Nam nó còn thèm đấy, chứ đừng nói ông nhiều đất nhiều có, vợ già ngon rồi, ông hơi sức nào ông đi ra ông chỗ này làm chỉ. Rồi chúng ta nói cái anh Macron này nói mệt lắm đấy các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta vào mặt trận các bạn nhé. Thì hiện nay là như mấy hôm trước là chúng tôi có nói là Nga đã thành lập một cái gọi là tôi hay nói đùa gọi là hạm đội của sông Dnipro đấy, sông này này. Đấy, làm một cái hạm đội, bây giờ anh to anh không đánh. To thì anh nấp hết Novorossiysk này rồi. Trong này thì chúng ta biết rồi, trong này nó còn đi vào đây rồi. Và dứt giác vào đây khó lắm. Đấy, vào trong này anh nấp hết trong này. Thế thì bây giờ, thế thì không không dùng hải quân nữa. Dùng chứ, nhưng mà bây giờ chơi nhỏ. Đấy, tức là bây giờ nó gọi linh hoạt. Chứ không có việc gì mà cho cái thằng to đùng vào đây làm cái gì đổ bộ, hoặc là những là Moskova gì đấy vào đây làm chơi. Thôi thì em chơi cái loại này. Hải đội, các cái hải đội cứ loằng ngoằng thôi, tức là dạng du kích đấy, dạng mà đánh thủy, mà đánh dạng du kích chứ không phải là đánh tàu lớn đấy, chứ không chui vào đây mà coi như bắn, tức là cái như hồi lúc ban đầu là cứ ngoài biển này là cứ phóng lên, là cứ phóng vào là coi như là đánh khắp nơi đấy, thì không cả. Bây giờ chỉ cần tiêu diệt những cái gọi là cái đối tượng nào muốn vượt sông, là phát hiện sớm tất cả cái khả năng đổ bộ của gọi là thủy quân lục chiến Ukraine vào Crimea, hoặc là qua bên tả ngạn của sông Dnipro, anh làm nhiệm vụ đấy cho tôi. Và cái thứ ba nữa là coi như là có thể là phát hiện tất cả những cái gọi là các cái cơ sở bên hữu ngạn, để nếu mà trong cái thời gian thích hợp, thời điểm thích hợp hoặc là điều kiện thích hợp là sẽ nhảy sang Kherson. Tại khu vực Kherson này, Nga phải lấy Kherson này, không thể nói mà lấy Odessa mà Kherson ở ngay trong lòng của địch được các bạn nha. Đấy. Ví dụ như Nga mà bây giờ lấy như thế này, đấy, lấy xong cái khu vực trên kia Zaporizhia rồi, đấy, các thứ này kể cả Odessa này, đấy, mà lại bỏ lại cái ông Mykolaiv và bỏ lại cái ông Kherson này là của trong lòng địch, còn đây Nga không được các bạn, phải lượm anh này. Mà lượm anh này thì đấy là một trong những cái nhiệm vụ của anh hải đội Dnipro, gọi là hạm đội Dnipro. Thì hôm qua là một đồng chí tàu trong hải đội này đã bị bắn các bạn nha, tại vì bắn mà trên tàu tôi thấy là trên cái không phải tàu, có lẽ một cái xuồng cao tốc thôi. Thế mà cuối cùng cũng bị bắn, lúc mà đang dừng lại chỗ cái bờ thì là bị bắn. Tôi thấy là có khả năng hai thủy thủ, tức là hai người trên cái xuồng đấy có khả năng hy sinh. Thì hy sinh hay không biết, nếu mà bắn vào giữa cái xuồng đấy thì tại tôi thấy một ông là
là một 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 cái binh sĩ của Ukraine đứng trước, còn một binh sĩ đằng sau thì lái, và binh sĩ đứng trước thì 55 cái súng này coi như đi tìm, đi dòm tống nhòm để nó quan sát, thì nó đánh vào giữa tàu, thì nếu may mắn thì sống sót thì bơi vào, còn nếu không thì có khả năng cũng đi. Đấy, thì hôm qua là chúng ta thấy là có hai ba vấn đề đấy. Thứ nhất là một cái Su-27. Thì hiện nay thì chúng ta biết rằng đấy là bên phương Tây, báo chí phương Tây người ta đang rộ lên là Nga sẽ tấn công lớn vào tháng 5, nửa cuối tháng 5 đấy, chứ không phải là đầu tháng 4 theo như dự báo của chúng ta. Như vậy thì tại sao mà họ lại nói là như vậy? Thứ nhất đấy là họ nói rằng đấy là hiện nay bên chúng ta biết là cái biên giới, cái vùng biên giới hay nói cách là sát Uganda và Belarus, họ đang tập trận, ta biết rồi, họ tập trận rất là lâu. Đấy, tất cả cái vùng vùng biên giới này từ Estonia, Latvia đấy, cho đến Ba Lan đấy, cho đến giáp Ukraine, đây là Slovakia, Hungary, Romania, đấy họ đang tập trận ở các khu vực này, thậm chí cả Baltic nữa, Baltic sát đây Saint Petersburg. Thế thì rõ ràng là người ta đến giữa tháng 5 người ta mới kết thúc, thì Nga cũng không dại gì mà đánh, và coi như là vào tháng 4 này thì sẵn cái đám này thì tất nhiên nó cũng không phải dễ dàng gì để mà nó vào, để mà nó đi chống chọi với Nga ở các cái khu vực này của NATO. Nếu mà NATO vào như thế thì đơn giản quá đấy. Nhưng mà rõ ràng nếu mà về mặt tính cho nó kỹ ấy, thì Nga cũng không nên tấn công vào ngày 1 tháng 4 đấy, hoặc là đầu tháng 4. Dù sao đi chăng nữa là nó cái chuyện nọ chuyện kia là nó kích, là nó giống như là dứt dây động rừng, hoặc là nó cháy lan, thì nó có khả năng là các cái đảo quân này nó sẽ qua các bạn nhé, sẽ qua đánh, và thậm chí có thể đánh cả Belarus, rồi nó bắt đầu nó tấn công vào thì rất là mệt mỏi. Rồi trong khi đó là bên Romania nó cũng đánh xa, cũng đánh xa, rồi mấy cái ông Pháp thì đang ở nhờ cái bà Sandu ở Moldova cũng có thể đánh xa, thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Thế thì thôi, thì tốt nhất là Nga để tháng 5. Tháng 5. Nhưng mà nếu mà người ta đã muốn đụng độ thì tôi nói tháng 4 hay tháng 5 là vẫn đụng độ như thường. Nhưng mà rõ ràng ấy là nó trớ đi, tránh trớ đi cái ngày đó thì nó vẫn hay hơn. Đến khi mày rút rồi á là lúc đấy là bắt đầu tao đánh lớn. Chứ còn đánh đánh thường là đánh nha. Và thậm chí là đang phải lo những cái chuyện trước. Tức là để cho đánh lớn thì bắt đầu Nga phải quay trước. Chứ không nhất thiết là đến 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 tháng 5, đến giữa tháng 5 bắt đầu cái đánh lớn, thì bây giờ phải gọi là nó lobby trước đấy các bạn, tức là phải làm, tức là rào rộng trước, tức là đánh cái gì và cần phải chuẩn bị cái gì thì phải lo từ bây giờ, tóm lại là như vậy. Thế bây giờ chúng ta vào cái chỗ Kharkov, và đúng là như vậy, thì Kharkov là Nga hiện nay đã đánh gần như là đứt điện hoàn toàn, điện nước bây giờ rất là khó khăn. Cái thứ hai nữa là Nga cũng đang làm các cái động tác, động thái để chuẩn bị để mà chiếm Kharkov. Thì bây giờ trước mắt làm như vậy để cho dân đi đã, mà dân đây toàn dân Nga là chính, là nhiều, và người ta đang muốn người Nga đến, người ta muốn hòa bình, người ta không muốn chiến tranh bom rơi đạn nổ. Nhưng mà bây giờ Nga bây giờ lại chơi cái bài là coi như cắt được điện nước, thì báo chí phương Tây người ta cũng đang kiểu ý là lên án, bảo là cái dân của nó mà nó còn đối xử như thế là từ huống hồ gì là Ukraine. Nhưng không phải, đây là làm như thế với là thương dân, làm như thế để dân phải rời đi để đánh thương vong, và sẽ biến cái Kharkov này đấy, có thể nói là như hôm qua tôi đã phân tích là các cái gọi là bảo tàng bảo tồn văn hóa các cái nọ kia thì để lại thôi, tại văn hóa nó xuyên suốt là muôn đời các bạn. Như Hy Lạp hôm qua chúng ta nói, Sri Lanka chúng ta nói, các di sản trong cái chương trình nói chuyện thế giới qua quả địa cầu đấy, các bạn biết là nó phải để lại chứ. Chứ ai mà đánh vào các cái đó thì là những người đấy là tội ác. Cái hồi mà Zelensky mà nó cho UAV mà đánh vào cái điện Kremlin đấy, cái đấy là cái tội đấy, tội nặng lắm đấy các bạn nhé. May mà hôm đấy nó còn sơ sảnh, là nó là còn còn vô hiệu hóa được, chứ còn nếu mà nó nổ mà cháy nổ trong Kremlin là tôi nói là Kiev không còn cái gì luôn. Mà tất nhiên là nếu mà Nga có đánh thì Nga cũng phá hoại toàn bộ luôn, để lại tức là nhà cửa, tóm lại chúng mày không thể nấp vào đâu được hết thôi, chứ còn là các công trình văn hóa nó là của nhân loại, nó là tài sản của nhân loại chứ không phải của riêng ai hay là của một tổng thống nào. Anh phải ngoài cái chuyện anh phải bảo vệ, anh giữ gìn, và anh cũng không đi phá hoại nơi khác này cả. Đấy thì Kharkov này thì hiện nay nó là như vậy, thì Nga đã cắt đứt hết ba cái nhà máy điện rồi và tiếp tục cắt nước, và dân bắt đầu đi. Nếu mà dân hiểu được
tại dân tiếng Nga mà ở đây thì nó cấm truyền hình Nga rồi các bạn, nhưng mà hiện nay các cái phương tiện mà về thông tin đại chúng thì nó có rất nhiều cái để người ta tiếp cận, thì bắt đầu họ ra đi hẹn ngày trở lại. Như vậy là cái khả năng mà tấn công vào tháng 5 thì lúc đấy thì Zelensky đương nhiên đã là về mặt hình thức cũng là hết tổng thống rồi, thì nó cũng rất là hợp lý. Hiện nay thì Nga đang nói rằng là bên Ukraine người ta đang sử dụng rất tốt cái UAV và FPV, và bằng chứng là hôm qua là tôi nói là có một cái hệ thống pháo của Nga tại khu vực Kherson đây bị, hai cái hệ thống pháo của Nga ở tại Zaporizhia đây bị, và một cái hệ thống radar bị là phá hủy. Như vậy là Nga bây giờ phải tìm cách khắc phục cái khắc chế các cái loại UAV và FPV này. Hiện nay có một cái nhà máy điện Pushkin cũng ở phía tây của Ukraine cũng đã bị Nga phá hủy. Đây là có thể nói là nhà máy điện lớn nhất của châu Âu các bạn nhé, Pushkin. Tiếp theo là chúng ta nói là Kharkov, Nga sẽ không đánh dùng các loại bom Pháp 1500 và 3000, cái loại đấy là đánh công sự, đánh bom ke, đánh những cái nơi nào mà Nga tức là cái sở chỉ huy hoặc là những nói chung là cần cái phải đánh đánh nặng thì mới đánh, chứ còn đây tức là mang tính phá hủy diệt đấy. Chứ Kharkov thì Nga sẽ không dùng cái loại Pháp 3000 và 1500, và tức là sẽ không dùng cái loại loại đấy thì nó sẽ hủy hoại toàn bộ Kharkov. Mà Kharkov là nó là một cái thành phố, nếu mà các bạn nào mà đã từng sống ở bên Nga thì các bạn biết là Kiev hay Kharkov hay Odessa nó gần như trong trái tim của người Nga, người ta không thể phá hoại nó cho nên là họ đánh mà phải giữ. Thì chủ yếu là họ sẽ dùng các cái loại cảm tử Gram hoặc là cái loại nếu mà Pháp thì Pháp 250 thôi, tức là 250 kg thôi, hoặc là các cái hệ thống phóng loạt, tóm lại cũng sẽ là thiêu rụi cái các khớp này nhưng không bị tổn thất nặng, tức là tiêu diệt những gì cần phải tiêu diệt thôi. Hiện nay thì cái vấn đề khủng bố tại Moscow thì chúng ta biết là Nga càng ngày càng đã tìm ra rất nhiều cái manh mối và cũng như là làm sáng tỏ thêm rất nhiều, và có những cái cách tiếp cận đối với khủng bố và các cái thông tin mà người ta đã thu thập được. Và tóm lại thì có thể nói là an ninh Nga cũng rất là tốt, có thể nói là cạnh tức là chủ quan 6-7 nghìn người người ta vào như vậy, tức là 6 ngàn, theo tôi được biết là 6.500 người đã mua vé, mà đến hết chưa thì khả năng là đã đến hết rồi, bởi vì bắt đầu diễn thì là bắt đầu nó bắn trước trước 2 phút, nhưng mà còn sức chứa của cái gọi là progress hall đấy thì nó là tầm khoảng 9.500, nhưng mà thực tế là vé bán hôm nay có 6.500. Thì mà lơ là trong cái an ninh, tức là khủng bố nó đi vào nó đứng giữa tiền sảnh mà nó bắn, thì chúng ta thấy là an ninh quá kém. Nhưng mà rõ ràng là nói là đấy là tức là cái mất cảnh giác hoặc là chủ quan thôi, chứ mà sau đó là người ta đã bắt được ngay, và thậm chí là bắt tại biên giới Belarus hoặc là Ukraine nữa, thì ta thấy là rất nhanh, và có một số đang tẩu thoát và trên tờ vét hoặc là chỗ nào đó thì người ta cũng số bắt được, và theo căn cứ theo các lời khai nữa thì bắt đầu đã tìm ra một số các manh mối, và người ta thấy rằng là cái nhóm khủng bố này là ăn tiền của điện tử của bên Ukraine, và người ta hiện nay người ta đã biết là cái địa chỉ mà đã cung cấp tiền đó bên phía Ukraine, tức là của một số gọi là của, theo cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Ukraine, thì chúng ta biết là sẽ từ từ là Nga cũng sẽ bóc gỡ ra hết từ cái đường dây này các bạn nhé. Tại khu vực Sinkovka này, Sinkovka này thì chúng ta thấy là hiện nay đang giao tranh ở cái khu vực này, thì Nga thì chúng ta thấy là Nga bắt đầu đang tấn công ở khu vực này rồi. Bên Ukraine cũng đang chống đỡ nhưng mà có vẻ là hơi yếu đấy các bạn, họ có khả năng là họ sẽ rút ở đây. Thì các cái này thì giống như nháp thôi thưa các bạn, cái tổng tấn công nếu mà tháng 5 tổng tấn công thì bây giờ bắt đầu qua tháng 4 rồi, thì bắt đầu là các cái điểm nóng nào bắt đầu sờ nắn gần hết đấy. Rồi như là những là các cốt bắt đầu dọn dẹp hết, tức là xung quanh là điện nước các loại, hoặc thậm chí là các cái lực lượng đặc nhiệm của Nga thực tế người ta đã vào đấy hết rồi, và thậm chí dân nó cũng làm đặc nhiệm cho Nga, dân toàn nói tiếng Nga hết mà. Cho nên là tôi nghĩ là
làm các động thái khi mà đại quân mà vào thì lúc đấy là xong, khi mà chỉ cần có khi bắn pháo âm âm cái là nó chạy rồi. Các cốt là đã xác định là mất rồi đấy. Chưa có thành phố nào mà coi như sẵn sàng dâng lên cho Nga, cho nên chúng ta thấy cái hệ thống phòng thủ tại các cốt là nó là mong manh hơn là sự su vi, là các bạn biết rồi đấy, nó chấp nhận mất rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống tiếp cái khu vực dưới này, dưới này là khu vực Liman này, chỗ Terni. Terni đây thì Nga cũng sắp đến đến tận đến nơi rồi đấy các bạn nha, gần đến nơi rồi, nhưng mà cũng nói chung cũng đang giao tranh. Và Nga hiện nay là đang tính đến cái chuyện mà vượt qua cái đập này, đây có cái đập này các bạn, qua này là để bắt đầu chiếm trên, phía trên này là Izumi, ở phía dưới này chúng ta biết đó là chính là cái Liman đấy. Để mà sau đó là ra cái gọi là Slovansk, thì cái khu vực này là cũng là một cái khu vực ưu tiên, rất là ưu tiên. Đấy, chúng ta thấy là chúng ta đang nói khu vực này, cái khu vực Siverd này, đây toàn bộ cái vòng tròn này Siverd này, cho nên chúng ta nhiều khi là nhiều nhiều người là thấy nó hơi rối đó các bạn. Đấy, thì chúng ta cứ thấy tròn tròn đấy, đó là Siverd này. Thế còn cái chỗ mà chúng ta đang nói là đây, để mà đánh xuống là đánh xuống đây này. Đấy, lúc nãy ta nói là xuống Slovyan là đây này các bạn nhé. Đấy, sẵn cái bút này tôi biết thôi, hiện nay là đang qua cái sông này. Thế cái chỗ Siverd này thì tôi nói rồi đấy, mấy ngày nay tôi cứ nói lồi lồi này, đấy nó cứ lồi như thế. Thì tóm lại cái vòng này làm sao nó cứ nhỏ dần và đánh vào cái trung tâm là Siverd. Thì ở đây chủ yếu là phía nam này là Nga, hôm qua là Nga rất thuận lợi vào cái chỗ cái mỏ than mỏ đá trắng trắng đây. Thì bây giờ chúng ta vào hai cái vị trí này thôi, bây giờ chúng ta vào vị trí phía nam trước. Đấy, thì chỗ này thì mấy ngày nay chúng ta nói là đây là cái đường sắt và đây là cái đường bộ, đây Fedorovka và còn đây là Rasrolovka. Hai vị trí này mấy ngày nay là gần như ngày nào tôi cũng nói, và chúng ta thấy là bắt đầu Nga bám lên dần. Đấy, cứ bám theo cái đỏ đó, nó lồi lên đấy các bạn. Nga thường hay đánh như vậy và bắt đầu tiếp tục cái chỗ này. Bây giờ chúng ta thấy nó lồi này, chứ bắt đầu ngày mai nó sẽ lồi lên cái kiểu như thế này đấy. Đấy, nó cứ bám theo đường thôi các bạn nhé. Cái chỗ này tôi vẽ thêm, cái khả năng là cái này là cũng ngày mai là phải đến đây. Nhưng mà qua đó để chúng ta thấy rằng là khép dần. Chứ còn ba cái chỗ ruộng này thì gần như không có ai đâu, tôi nói thẳng luôn là không có người luôn, chứ đừng nói. Đây này, nó thứ nhất là chúng ta thấy nó không có một cái chữ, hay là không có địa danh, cho nên nhưng mà đâu đó có khả năng người ta có công sự vàng vàng đây này, mà đâu đó có khả năng là người ta lắp đặt mìn. Nhưng mà đứng về mặt lãnh thổ thì nó không quan trọng các bạn nha, chủ yếu là các cái con đường đấy, con đường như thế này đi lên, là Nga bám tích các con đường này, ta thấy rồi. Khi mà được cái này rồi thì trong này tự nhiên mất. Trong trong này coi như đương nhiên là mất các bạn nha. Nếu mà Nga mà đã tiến được các con đường này, bám vào các cái địa phương, địa danh này, đánh lên đây là đánh lên trung tâm đây. Đấy, nó là như vậy. Còn cái chỗ này không là gì, nên nhiều bạn bảo, ồ, đánh mãi mà coi như không lấy được. Cái chỗ này nó có ai ở đây đâu mà lấy. Đấy, chả để làm gì, bên nào lấy cũng để đó thôi. Và cái thứ hai nữa là đây chúng ta đang nói khu vực này là cái chỗ VMK đây, nó cũng sẽ lên chỗ Siverd. Lên chỗ Siverd. Đây, tất cả con đường này nó sẽ lên Siverd hết. Và con đường này cũng là Siverd thì chúng ta thấy lồi lồi đây này. Chúng ta để ý và thấy Spinnerne cũng lồi lồi đây này. Rồi bây giờ chúng ta vào chỗ mỏ than mỏ đá này. Cái mỏ than mỏ đá này thì hôm qua thì cũng chúng ta thấy là sau khi Nga rút lui, sau đó là Nga lại dí dại, tiếp tục dí vào khu vực này. Nói chung khu vực này là Nga đang làm chủ đó các bạn, đang làm chủ. Thì cái chỗ này là nó không có lồi được như chỗ khác, thì bây giờ là Nga phải lấy. Bởi vì cái chỗ này là bên Ukraine tiếp viện rất đông các bạn. À xin lỗi như vào nhé. Thì là bên Ukraine người ta tiếp viện rất đông mà không hiểu tại sao. Và sao, theo một số cái bản dịch nó bảo là sao, bọn Ukraine nó không có não. Đây là cái chỗ này nó xuống rồi đấy các bạn này. Nó tranh giành gì ở đây mà trong đấy toàn núi đồi, tức là cái mỏ mà cái mỏ thì nó là cái núi đấy các bạn, là cái châu ở đây là coi như là Nga bắt đầu là đánh sướng thôi đấy, coi như là cho nên là chúng ta thấy là cái chỗ này Nga cứ đánh rồi rút, nhưng mà khi mà nó châu vào đây cho nhiều vào, tiếp viện nhiều vào đây thì lúc đấy là cái 250 kính tạo, Pháp 250 kính tạo,
Rồi chúng ta đi xuống phía dưới này. Đây cái khu vực Bakhmut thì có nghĩa là Chasovka đấy các bạn. Đấy cái Bakhmut đây thì cái Ivanovka thì coi như xong rồi, yên rồi. Bây giờ chúng ta lại thấy lồi lồi chỗ này. Đấy, lồi lồi chỗ này nó là chính là coi như là những cái công sự rất lớn. Cái chỗ này là có cái rừng này các bạn. Công sự rất lớn thì bây giờ đang đánh nhau rất to đây. Nhưng mà Nga bây giờ như hôm qua chúng tôi nói là chúng ta biết là Nga đang tấn công theo cái hướng theo đây là đường sắt này các bạn. Đấy. Đấy vào. Còn ông nào cứ đi thì cứ đi. Còn một cái ông khác là cái đường 506 mà đi vào Krumovie đấy. Thì hiện nay bắt đầu đánh vào đây. Đây công sự rất lớn nhưng mà Nga đã lọt vào tới bên này rồi. Thì chúng ta biết là cái chỗ mà cái khu rừng mà trước đây mà Ukraine hay dùng để mà đánh vào phía nam của Ivanovka thì Nga cũng đánh lên. Hiện nay đang bắt đầu đã vào tới các khu phố này thì chúng ta biết rồi. Còn chỗ này thì Nga đang tiến đến cái chỗ mà các cái vòng vàng công sự tiếp ở đây. Còn Bakhmut thì nó cũng hơi vắng hơn, còn Chasovka hôm nay là rất là yên tĩnh. Đấy, rất là yên tĩnh, là không 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 đánh bom đánh biết gì trong này hết. Thì Nga đang tiến tiến dần vào các cái hướng này. Chỗ này nó cũng hơi hơi khó bởi vì các cái công sự chúng ta thấy rất nhiều. Và các bạn quan sát thấy cái vàng vàng đây là cái hệ thống công sự phòng thủ của Ukraine rất kiên cố và nó tình cờ là nó trùng luôn với cái kênh đảo. Cái khu vực này chúng ta theo dõi thêm. Nhưng mà Chasovka là được đánh số các bạn nhé. Hiện nay ở đây gần như là chúng ta thấy là không có màu xanh chống cự đâu. Bởi vì là bắt đầu rồi, tướng Adam Machek của Ba Lan họp với tất cả các chỉ huy ở đây mấy ngày nay chúng ta nói rồi. Tức là bây giờ như là các cái chỉ huy cái đầu trưởng là coi như đã chết hết, nó nằm dưới bong ga chưa moi đi được thì làm sao mà đánh chỉ huy cái gì ở đây mà đánh. Để gặp mấy cái ông gọi là cán bộ khung của cấp dưới thì coi như ông cũng chả lộng hành được. Còn riêng cái chỗ Klitschko này thì chúng ta thấy là Nga cũng đang cũng tranh chấp với chứ không phải không, không phải là đánh dễ đâu nhé, mà nhưng mà nói chung là cũng đang đang đuổi đấy, nhưng mà họ vừa đánh vừa vừa chạy chứ không phải là cứ đánh là đi đến đâu thắng đó đâu, chạy về cái cần canh này. Thì chúng ta thấy là con canh này thì nó bây giờ là hệ thống phòng thủ đây, đây con canh trước thì chúng ta không thấy vàng vàng nhưng mà bây giờ họ vàng nó lên cái chỗ mà Ivanovka nước này ở đây các bạn nha. Đấy, chúng ta thấy là nó làm tất cả cái vàng vàng nó nằm ở cái khu vực này, cho nên Nga qua cái khu vực này sẽ rất khó, anh phải vượt qua cái kênh này, cho dù là cái mương nó nhỏ thôi nhưng mà phải vượt qua, và khi qua được thì nó sẽ gặp các cái phục kích, các cái gọi là cái ma trận coi như phòng thủ của bên Ukraine. Thì cái khu vực này thì tôi nghĩ cũng không phải là dễ, không dễ nhưng mà cũng không khó, chủ yếu là Nga lấy được cái khu vực trên này Siverd này rồi bắt đầu Nga sẽ đánh xuống, hoặc là Nga ưu tiên Chasovka để lo cái công Stalynovka thì lúc đó sẽ quay lại đánh cũng chả sao. Tức là chúng ta đấy đánh trái xuống ra như qua tôi nói và đánh xuống đây thì lúc đấy từ Kuromovka này có thể là Nga là sẽ đánh ra đấy, sẽ đánh ra sau đó là bắt đầu người ta sẽ đánh quật trở lại cái khu vực này, cho nên là người ta làm dãy cả một dãy này cũng không ăn thua được các bạn nhé, nếu mà Nga mà đã đánh được vào trong này. Đấy, thì chúng ta biết là cái chỗ Kuromovka thì nó là ngay cái bên tức là cái chỗ mà cái mương đào thì cái chỗ này là Nga ở bên này mương rồi, tức bên trái của mương rồi, cho nên là nó làm cái hệ thống mà coi như là phòng thủ của bên bên kia mương thì nó sẽ vô nghĩa, nếu mà anh đi từ phía đông anh đánh sang thì nó có nghĩa, chứ còn nếu mà tôi sang rồi thì làm gì có nghĩa. Đây cái chỗ Kuromoka này các bạn này. Kuromoka này đấy là cái kênh nó nằm đây. Đấy, thì chúng ta thấy là Nga đã cách cái khu vực này là Nga bước qua một bước thôi, chứ trong khi đó mà từ đây mà qua thì rất là xa. Đấy, chúng ta thấy chiếc gà ra rất xa, còn Ivanovka ra rất xa, cho nên họ làm phòng thủ. Đấy, có thấy. Thì trong khi đó Krumovka là đúng cái chỗ ông này thì nó nằm luôn cả hai bên rồi. Đấy. Đây cái chỗ này cũng vậy, chỗ này thì nó cũng còn nó còn cái phòng thủ, chứ còn cái chỗ này qua là sướng nhất đấy các bạn nhé. Qua bên này rồi thì ông phòng thủ bên này làm gì, tôi đã bên bên này rồi thì ông phòng thủ với cái này là phòng thủ cho bên này thôi, chứ còn tôi đã bên này rồi thì quên đi. Rồi chúng ta xuống ngay chỗ Anika. Anika thì như chúng ta biết là đã lượm xong cái hệ thống Abraham, cho nên là tôi cứ nhớ mãi cái Novosibirsk đấy, là hồi nó vào và vào từng qua cái Abraham là xong rồi, và một số chiếc khác. Cái chỗ này là Nga vẫn chưa đánh các bạn nhé, tức là chưa giải phóng thôi, chứ đánh thì đang đánh, chưa, có lẽ là chưa muốn giải phóng, này là đã vào tới đây rồi. Còn Belitsy này chúng ta biết là cũng đã vào đấy rồi.
còn một cái lực lượng rất nhỏ của bên kia thì nó vẫn ở đó. Hiện nay thì Berdychi và Simonovka này thì bên Nga nói rằng là lấy bất cứ lúc nào, nhưng mà bây giờ vẫn cứ rèn giữ để mà gọi là đánh tiêu hao, cứ em nào vào, em nào tiếp viện là sẽ đánh, là sẽ lượng. Khu vực chỗ Nevesky, Umanska, Perumanska, Nevesky, Krasnogorovka, Marinka và Pavda thì nói chung là không có gì đặc sắc, là thấy không có một cái khẩu súng nào hết. Chỉ có cái chỗ anh Novomikhailovska này thì người ta nói rằng như hôm qua tôi vẽ thì các bạn thấy là nó gần như là của Nga hết rồi, gần như là của Nga hết rồi, kể cả đây luôn, về phía này là Nga. Thế thì bên này thì chúng ta thấy là nó không còn bao nhiêu, cái chỗ này nó biệt lập, chỗ này tôi nghĩ là đây là một cái trang trại, còn cái dân ấy là có thể là ở đây các bạn nha. Đấy, tức là hiện nay Ukraine đang kiểm soát hai khu vực này, nhưng khu vực này theo tôi thì không có cái vấn đề gì hết, bởi vì nếu là trang trại thì coi như là lượng 30 giây. Cái thứ hai nữa là cái khu vực này thì có khó khăn hơn, bởi vì họ bắt đầu họ đã làm các hệ thống phòng thủ, nhưng mà Nga không đánh lên, không đánh lên các bạn, không đánh lên. À, bây giờ Nga sẽ theo cái hướng này chặn đầu luôn. Đấy, cái thứ nhất. Còn bên này cứ tiếp tục. Còn cái chỗ này là có cái công sự rất là dày đặc, không chơi. Thì hiện nay là người ta nói rằng là cuối tuần này, nhưng mà tôi nghĩ cũng không đến cuối đâu. Thì hôm nay thứ sáu rồi thì chắc cũng có lẽ là coi như là thứ bảy chủ nhật. Tóm lại là Nga lấy bất cứ lúc nào, bởi vì là họ đang chạy rồi, đang chạy, không thấy tiếp viện nữa các bạn, là đang lo chạy. Và tất nhiên là cũng phải có lực lượng để mà coi như làm chậm cái sự tấn công của Nga, chứ không phải là bỏ chạy hết thì đã giải phóng rồi. Thì hiện nay khu vực này thì người ta nói là nó gọi là Guilford Fail đấy các bạn, đấy tức là Novomikhailovska Guilford Fail, tức là sắp thất thủ, sẽ thất thủ. Rồi chúng ta đi xuống phía dưới này, đấy là tiếng Anh nha các bạn nha, còn tiếng Nga thì nó không phải thế. Khu vực này thì chúng ta cũng không thấy cái gì. Chỗ Staromyzhskaya thì mấy ngày nay thì Nga cũng cứ pháo kích thôi. Rostene thì một số nói là bảo đã là thất thủ rồi, nhưng không có thất thủ đâu các bạn nhé. Đây này, nó vẫn còn đây này. Đây này, đây này, đó. Cái chữ Rostene nó vẫn nằm bên đó. Thì chúng ta thấy là có một số cái trang nói là thất thủ rồi thì không có đúng đâu. Chúng ta thấy là nó là nằm từ đây, nó nằm xuống. Đấy, Robotina đấy thì chúng ta thấy phần đỏ là phần của Nga, còn phần xanh vẫn bên kia. Tất nhiên là trong này cũng chả ai trú ngủ ở đây, chúng ta biết nhà nào nó cũng không có mái. Đấy, nhà mà không có mái thì bây giờ nấp ở đâu? Mà bây giờ có nhiều khi từ nhà 2-3 tầng thì nấp ở tầng hầm tầng ấy cũng được, nhưng mà khổ cái là đánh nhau hoài rồi, quen rồi. Ông nào biết là cứ chui vào đấy tưởng là thoát, để vì nhà đấy đánh rồi, nhưng mà cứ người ta đánh đi đánh lại suốt, nên cho nên không biết cái nhà nào được. Cho dù là đã sập, đã mất mái, mất đồ rồi, rồi bay tường rồi, nhưng mà vẫn vào đấy nấp đấy là cũng chết, chứ không phải vào đấy mà an toàn đâu, kể cả Nga, kể cả bên Ukraine. Cho nên là cái chỗ này thực tế là nó gọi là kiểm soát về mặt hình thức, về mặt địa lý cho vui, chứ còn thực tế là coi như là không ai ở đây hết. Còn khu vực này chúng ta càng thấy càng ngày càng nó bé dần, càng ngày nó càng hẹp dần, nhưng mà đến bao giờ nó khỏa lấp thì chúng ta chưa biết thôi. Cái này cũng lại tiếp tục chờ thôi. Rồi vậy thôi, còn bây giờ chúng ta biết là hiện nay tên trên khắp Ukraine, hôm qua tôi cũng có nói là người ta đã hoãn lại cái gọi là cái tổng động viên, hoãn lại cái mà gọi như giải ngũ đó, tức là cho xuất ngũ đó, thì hoãn rồi, tức là chắc là trước đây người ta làm cái trò gì để mà bị dân đấy có vào có ra, tại dân nó phản đối mà, tức là bây giờ cứ đi vào mà coi như không thấy đi về đấy. Nếu chết thì không nói gì, mà như cái thằng sống rồi nó hết nhiệm vụ nó phải về, mà không cho nó về thì người ta làm cái động tác là coi như là có cái chính sách đó. Đấy, thế là hồ hởi phấn khởi đâu được mấy ngày, tức là chúng sẽ áp dụng vào ngày 1 tháng 4, thì bây giờ đến cuối tháng 3 thì bây giờ bảo là đình lại, tức là hoãn lại để mà chỉnh sửa một số vấn đề. Như vậy có nghĩa là gì? Thứ nhất là đây là cái chế độ là ăn tụng nói phét. Cái thứ hai nữa rõ ràng là cái nhân lực cái thiếu người. Đấy, thiếu người, thiếu quân. Đấy. Và bây giờ mà cái kiểu bắt lính thì chúng ta là tí nữa chúng ta xem một số cái video là coi như bắt từng người một, thế thì làm sao mà chống cái đại quân này.
đạn thì từng viên, cũng phải tôi quên nói người Đức ấy là nó vừa rồi nó cũng viện trợ cho được 18.500 viên, gọi là 155 ly đấy, đại bác đấy, tức là gọi là pháo, gọi là pháo lựu, để lựu pháo đấy các bạn. Đấy là coi được 18.500 thì Nga nó bảo cái này không đủ cho 2 ngày, không đủ cho 2 ngày của Nga. Nga nó bắn 2 ngày là coi 1 ngày 10.000 rồi, 2 ngày 20.000, mà ông này ông rặn mãi ra được 18.500 viên thì bảo đánh cái gì, người không có, vũ khí không có, đấy, phòng tuyến không có, rồi chế độ thì coi như là cứ cắn xé nhau mà. Hết thằng này lên thằng kia xuống, thằng kia lên thằng này xuống, là đủ thứ như vậy. Rồi tướng tá cứ ra ra mặt trận thì cũng chết, mà bên cái thằng đang ở bên Ba Lan nó cũng bắt luôn, tức là nó cứ như thế. Rồi hôm vừa rồi lại có một cái ô tô khách, thì chúng ta biết là người ta ở dưới thì nó có cái khe ở trên đấy, cái khe ở trên mà người ta thường cho mấy cái túi du lịch hay là mấy cái túi ba lô ba liết mà người ta nhét ở trên, thì coi như là nó cuối cùng thế mà nó bắt được 2 thằng đang nằm trên đấy các bạn nha. Hai ông đang trốn này, coi như ra nước ngoài đấy. Cho nên rất là mệt mỏi, nhưng bảo như thế làm sao mà thắng được, tiền hết rồi, vũ khí thì không có, người thì như thế, tinh thần thì đạo rễ, rồi thậm chí là còn phản bội lẫn nhau, chỉ điểm, thì làm sao mà thắng được. Bây giờ chỉ đi khủng bố thôi đấy, chỉ có là coi như điên quá cứ bắn bật đạn chùm đạn chiếc vào thôi. Và trong khi đó chúng ta biết là tại khu vực Donetsk hiện nay Nga đang chế ra một cái loại, tôi cũng quên nói thôi, cứ nói miên man quá quên nói, tức là chế ra một loại mà coi như không cần là bắn cái bom Pháp mà 250 500 là coi như từ trên máy bay nữa, cũng chơi luôn ở dưới dưới luôn các bạn nha, bay cũng 90 cây số cho đến 250 cây số, thì chúng ta nhìn cái hình ảnh chúng ta sẽ thấy như vậy là cái gì, nó tiết kiệm được đấy, tức là mà nó đảm bảo cho các không quân của Nga mà tiết kiệm được, mà nó lại vận hành rất dễ. Chứ bây giờ máy bay nó bay tới chỗ A chỗ B khác, thì còn cái này nó cứ kéo giống như cái pháo, giống như các cái bệ phóng, giống như Patriot, cái kéo tới đâu là cái lắp vào là bắt đầu bắn. Thì nếu mà được cái đấy thì có thể phải nói là nó hiệu quả vô cùng và tiết kiệm rẻ, và tất cả các loại, tất nhiên là cái đấy loại đấy Pháp 250 kg thôi các bạn nha, 250 cân thôi, chứ còn cái loại mà tấn tấn thì nó không không bắn bằng một cái bệ phóng này. Thì Nga càng ngày đang càng cải tiến rất nhiều cái loại vũ khí như vậy, thì cũng hy vọng là sẽ rất là có lợi trong các cái cuộc tổng tấn công sắp tới. Và bên nước ngoài người ta nói rồi, tức là Nga tháng năm này mà Nga sẽ đánh là Nga đánh khủng khiếp luôn, đánh tức là đánh gọi là sạch không kinh ngạc đấy các bạn, toàn tuyến không chỉ là biên giới mà toàn tuyến chiến đấu luôn, toàn tuyến chiến đấu, còn có cái hạm đội sông nữa, là coi như là phong tỏa hết toàn bộ đấy. Còn cái chỗ mà bên Belarus có hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà đánh như là coi không đỡ được. Chúng ta nói là đạn vũ khí mà người ta như thế rồi, người như thế rồi, chỉ đạo chiến đấu như thế rồi, các chiến thuật chiến lược phòng thủ rồi như thế, rồi tướng lĩnh thì như thế, rồi cộng thêm là coi như phương Tây bây giờ là bắt đầu là về cái về về gọi là cái gì, cái ủng hộ về mặt chính trị nó cũng xuống dần. Bây giờ Latvia, Litva tuyên bố thẳng luôn là sẽ không có đưa quân sang đấy, cái đấy là điều chắc chắn, cái đấy là điều nguy hiểm cho NATO, vân vân và vân vân. Thì cái chế độ này không sớm thì muộn thì cũng sẽ bị sa sụp cho các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn lại các bạn trong bản tin buổi chiều. Bye bye.